Hello, chào bố. Tôi xoay nghe điện thoại nữa trời. Đây xuống Tiền Giang nữa bố. Đúng đi đâu. Này bố số Tiền Giang nữa hả? Nắng chăng trang rồi trời. Alo. Đây nè. Đó, đóng chung với Văn Đam nè. À, có Văn Đam hả? Không. Văn Đam đóng chung với ổng nổi tiếng. Là cái thời đóng với Lý Cửu Long. Quên mẹ rồi. Chụp nó cứ ở áo đen đen á. Hello con, nghe rõ không con? Con nghe bố. Ôi trời ơi. Nay xuống ăn đồ tươi không á, sướng à. Bữa nay là coi như là nhức nách. Đi đỏ, đi. Cái gì cũng tươi. Từ rau, củ, quả, rồi tôm, rồi ốc, rồi sò, nói chung cái gì cũng tươi hết. Con nhìn trái cây cũng tươi luôn. Xoài con nhìn mà cũng tươi luôn. Con nhìn mà nước miếng, nước chảy, bị lao không kịp. Dạ. À, tao hỏi mày vậy vậy cái đám kia bên kia sao ta? Nó dồn. Nó tức chứ sao. Bởi vì nó chửi bố hoài là vậy. Ông già này cứ đi đâu cũng quay á. Nó đang ăn không. Nó đang cố che đậy, nó đang cố bịt rồi nó cứ quay lên hoài làm sao nó nổ được. Nó tức quá. Nó đang ngồi được. Đang làm cái lẩu nữa nè. Lẩu nãy cá ngát phải không? Lẩu cá ngát. Một con cá ngát gần 4 kg. Bự như vậy. Tao hết hồn luôn mày, đem con cá hết ngon hồn. Vậy. Cá ngát 4 kg là bự rồi đó. Đúng rồi, giờ đang làm cái lẩu, đang quạt lửa, khói bay mù mịt nè, vui lắm. Ở đây tôi nói cho mày nghe nè, ở đây hình như là cái thằng Quỷ Hiếu nó làm cái này để ăn nhậu thôi, chứ không làm gì đâu. Ở đây có điện này nha. Có nồi này nha, có cái đi văn ngồi để xỉn lên nằm hơi cho lưng tao này nha, có bàn để ngồi nhậu nha, có lẩu nè, có nước mắm nè, có thớt nè, có đá, nói chung là có đầy đủ. Cái việc lên ở Việt Nam vậy bố ơi, quá là sướng quá vậy á. Ở Việt Nam giờ có tiền là tao về quê tao mua đất luôn, đúng rồi, làm vậy không đất Việt Kiều Chân Phèn với tao quá. Rồi ok, đây vô rồi. À, cái này trời ơi đủ quá, một xị đi chết mẹ rồi ở clip bia rượu mồi mà chị nhắc cái phone lên thôi nha mày, không cần đi nha mày, quá đã luôn. Dạ mà cái này nữa hả, biết cái này không, bóng súng à, bóng sen, cái này là búp sen, búp sen. Ồ cái đó ăn, cái đó bố mà ăn là nó dễ ngủ á, ăn luôn cái vị nó đắng á, ngủ dễ lắm. Mấy người mình mất ngủ thôi ăn để đi. Không bố lấy cái vị đó bố pha trà uống cũng được. Đúng rồi. Đây sau lưng tao là cái ao sen, ở đây có cái ao thả cá, rồi trên cái ao cá nó có bọt thả sen luôn. Không nói hiểu nó trồng sen là hợp lý đó, cái ao đó trồng sen là đẹp á. Trồng đi sen nó đẻ ra nữa mà. Dạ. Tao nói tao về kỳ này lần thứ hai mà đi cái vườn đó bỏ giò luôn luôn má. Vậy là về lần thứ ba là mua đất luôn đúng không? Ta kêu là Minh dứt quá tao rồi. Nó kêu tao thì khỏi bố cặp anh khỏi đâu, chứ chia cho anh miếng đất trước mặt nhà nó, mở mỗi buổi sáng mở nó, mỗi buổi sáng rồi hai đứa ngồi chửi lộn chơi nên vui, cũng vui nữa. Được quá. Giờ thôi giờ chỉ cần miếng đất cất cái chòi xong rồi đó vậy thôi, cứ đi ra vườn. Tao nói cho bạn nghe nè. Tao nói cho bạn nghe cái điều này nó buồn cười chứ, hồi xưa tới giờ tất cả mọi người có cái thành kiến á, nó có một cái mặc định là khi ở dưới quê á, là phải nghèo. Nhưng mà nó sai là 100%. Kỳ này về quê á, là thấy mà hết hồn luôn, đủ má thiệt là tỷ phú. Bố thấy Hiếu nó muốn nghèo nó phải bỏ mấy tỷ ra mới nghèo được vậy đó. Tiền đó giờ để đó. Giờ nó muốn nghèo như hồi xưa là phải bỏ mấy tỷ ra đó, đúng không đấy? Mua đất cái chòi luôn cái đó. Đi đất là phải muốn nghèo. Đi đất có nó mỏi giò luôn. Thì đó giờ muốn nghèo đâu có dễ đâu bố. khổ vậy. Vậy mà tụi nó chửi tao với Hiểu là đồ thứ thất bại bên nước Mỹ. Kể chỉ có mình Hiếu thôi mà nó đã chịu không nổi, có tao vô sao chịu nổi trời. Thì bá Hiếu làm vậy, bố làm vậy nữa, tụi nó chửi quá trời. Tại khổ là vậy rồi. Giờ tụi nó muốn nghèo giống như bố với Hiếu đâu được đâu. Ê lấy cái chai hay cái chỗ vậy để vậy. Ê đây nó có, tao thì không biết ăn chuối, nhưng mà đây nó có một loại chuối rất là cực ngon. Chuối sáp. Chuối sáp mà, nhưng mà ngon. Không có để chín nha, đồ luộc lên, đúng rồi, luộc lên ăn nó dẻo. Tao đâu biết ăn chuối đâu, đúng rồi. Tao ghiền luôn á mày. Nhưng mà bố phải ăn nóng chứ, để nguội mà để lâu rồi nó cũng hơi cứng. Không, mới luộc lên để là ăn liền nó ngon lắm, ăn liền á, đúng rồi. Đã quá. Nãy giờ làm được mấy xị chưa? Chưa đủ má đây nè, đủ một lít rượu gạo rượu đế gì để ngon mày, để ngon á, rượu giống như kiểu như mày đó. Rồi dạ. Một thùng bia đâu? Đây, tao mới thấy sách Nguyệt đây. Bia Sài Gòn hả? Đêm đây tao mượn coi đủ quá. Một mình đó. Ồ má. Má vậy được chưa? Được quá. Là chết rồi, vậy là chết đó. Vậy. Chừng nào bố về? Chắc quên đường về. Chắc quên đường về, sáng mai mới về. Được quá. Khổ rồi mà thiệt. Nói chung thì mình thấy cái khung cảnh miền quê này, đầu tiên thì mình cái video clip trước bố nói rồi, có nghĩa là khi về quê Hiếu thì mình nghĩ là chắc ở đây về quê chắc là lại làm, mà ở đây nó cũng nói chỉ giàu thì không giàu mà nghèo cũng không nghèo, chắc là nó cũng còn mấy tranh trách đất hay là có, không phải đâu đủ. Bây giờ đường nhựa toàn bộ, đủ đường nhựa toàn bộ mà đó, đường lớn nha, còn đường vô trong hẻm hóc này kia là toàn là xi măng, là đổ bê tông hết, đồ đường bê tông quá hết, mà đá gì đâu. Không, cái điện đường Trường Trạm thì con nói Việt Nam giờ mình cũng cơ bản cũng hoàn thành. Dạ. Không có chỗ giờ nào chỉ còn có mấy cái vùng Tây Bắc thôi, giờ có mấy vùng Tây Bắc họ bắt đầu họ tập trung. Ở đây tao thấy không có cái chỗ nào mà không có điện hết trơn, mà không có cái chỗ nào mà không có wifi, đồ phải. Không có cái chỗ nào mà không có internet hết trơn, đồ mà đã vậy. Vui giờ họ tập trung lên Tây Bắc nữa là xong. Sao mới đi hái trộm cái xoài này bác Trần. Wow. Má. Cái xoài vừa nặng dữ, ký mấy hả? Xoài chắc xoài tượng. Xoài tượng nè, con xoài này chứ. Ồ, bà xoài tím nữa nè. Trời, xoài lon một cái loại màu tím, một cái màu xanh. Rồi. Đó. Cái này 1,5 kg, ký tệ lắm, phải là 1,5 kg. Bự quá. Cái này cũng khoảng 700-800 g. Rồi. Bà khoan đó mày ơi, rồi mày đừng có làm riết, rồi cái này còn quá trời mà. Sắp hả? Mày kiếm cho tao cái chai đi, bỏ cái này vô nè, đủ chứ để vậy. Bây giờ mình sắp cái này cái. Anh Hiếu đang sửa mận rồi, nói chung là đủ hết rau rồi cậu. Bữa đây tao đi xuống đây có thằng trai luật sư Dỗm biết không? Trai luật sư mà luật sư Vũ, tao không biết, nghe nói nó quảng cáo là luật sư Vũ. Tao nói nó bỏ nghề đi, về đây đủ mấy mò cua bắt ốc cái tao đủ má không chịu. Khoái đủ á, ra sau cởi áo ra đủ á, tôi cười lắm, chạy xuống bắt mò cua bắt ốc vui lắm đủ. Kỳ này đi vui quá là vui. Đã đi như vậy thì mình mới cảm nhận và mình phải trải nghiệm được cái miền quê của miền Tây nó như thế nào. Dạ. Ở đây là đi chỉ là một thôi nha, còn mấy chỗ còn dữ dằn hơn nữa, ví dụ như về Châu, về đâu An Giang, nói chung là Đồng Tháp mà còn dữ nữa. Bố về Bạc Liêu, Cà Mau nó cũng vậy á, Cà Mau, Bạc Liêu đồ, ở đâu cũng vậy hết á. Đúng rồi. Mới ra để nghiêng chấm hồi để đặng canh vô chấm tép. Còn những cái thành phần mà nó chống đối thì nó muốn nói gì nó muốn nói gì, bởi vì tôi nói mà nghe là thường những nó không bằng mình. Dạ. Mày hiểu tụi đó không? Nó không bằng mình nó tức, nó mới ghét, nó mới nói, nó dựa chuyện đó nó mới nói. Thực chất là người ta hiểu chuyện, người ta đâu phải nói là tào lao gì. Nó tranh ăn tức ở rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Thất bại trong cuộc sống, trong cả kiếm má cha, bất mãn luôn. Đúng rồi. Mà quê hương mình. Mà ta nói cho bạn nghe là bất mãn mà bất mãn ngu, bởi vì chúng nó kể cả tao, kể cả thằng Hiếu cũng tự lực cánh sinh, có nghĩa là như vậy. Phải đi làm, phải siêng làm, là phải làm nặng đầu óc ra, phải tính kế, tính làm sao mà cho nó trọn vẹn toàn. Đủ mà nó ngồi tối ngày 8 giờ đủ nó lên cái bàn phím nó ngồi nó chửi biết, đủ mà nó không làm mẹ chứ nó bắt không có tiền. Mày biết thằng Hiếu đó bỏ công bỏ của biết bao nhiêu đây không? Đấy không? Bên kia làm câu gom nhốt rồi đề yeah. Xây dựng cái tự nhiên đụng cái đâu có. Nhưng mà nó thì không làm mà nó đòi có, đủ mới là cái chuyện kỳ cục rồi bởi tao ghét không thèm với lại. Nói chung là nó không muốn có trách nhiệm nhưng mà muốn có quyền lợi. Nó ngộ vậy đó, cái gì cũng đòi hỏi chứ. Đòi hỏi chứ. Nó không bỏ vậy. Đòi hỏi trước hả? Có tính sao? Yeah. Mà nó đòi hỏi nó bắt trước nó tại sao người bên nước kia có mà bên nước nó không có, nó có làm cái con ngặt gì đâu mình kia mình không biết, nó biết gì. Cái đồ nó có biết gì bên nước người ta đó. Nó chỉ qua nó ăn ké rồi nó thấy sướng vậy. Rau. Trời ơi rau mùi Việt Nam người, bên người Bắc tôi là rau mùi. Đây gồm rau răm nè, đủ loại rau, lá xoài nè đó, xoài vô tận. Xoài non ăn ngon quá. Đúng rồi, nhiều lắm. Rồi ở đây thôi mình phải nói một cái câu như vậy, không có cái thứ gì mà sung sướng cho bằng cây nhà lá vườn, thậm chí như mà cá cũng vườn luôn, rồi cá gì kia câu lên thịt rồi xong đem lên đụng cá. Sướng nhất là đồ tươi bố, ăn đồ tươi. Nói gì nữa, đồ gì? Đây để tôi. Tôm càng xanh mới lên. Đây, tôm càng xanh. Trời ơi tôi hỏi mày vậy thì tôi hỏi mày có chết không? Có chết không? Chết chữ rồi. Quên đường về rồi. Trời thấy chưa? Tôi hỏi mày vậy thấy chưa? Đó tôm càng kìa đó. Đó đây Dương Thông Hiếu đây thấy chưa? Chào Hiếu đó. Nó khổ lắm, được, nó khổ lắm được. Lấy cái nón đội vô ông nội, ông đứng đắn luôn, ông đội nón. Mà thấy vừa ổi nó chưa? Rồi mà ổi sáng tôi quay mấy clip rồi, quá trời quá đất. Sáng tôi coi tôi quay rồi, đi mỏi cẳng luôn mà. Được. Cái vườn ổi đó mà vô mùa thu hoạch cũng bộn tiền. Nữa. Đâu cứ 2 tuần là đủ phải nó 2 tuần hình như là hôm trước nó bán là thu hoạch là như cứ 2 tuần là 3 triệu cái gì qua đi rồi qua đi Dạ, ai cũng rượu bia ở đây về Việt Nam khổ mà uống này khổ đi nhưng mình có để trong rồi phải không có đi có chứ cái này kiếm cái khổ của bố cũng mệt thôi chứ cô cũng đang muốn khổ mà chưa được khổ. mày còn đang chật vật đừng có bị con đang chật vật thôi chưa cho khổ. Đây nhậu xong có chỗ ngủ mà đó đi. Trời ơi mát mẻ khung cảnh hữu tình. Trời ơi đồ. Ồ có cái đó mà có đờn ca tài tử ha bố ha. Trời ơi sướng. Ồ đờn ca tài tử đồ má. Thôi đồ má mày được cái bài. Nó cộng nó gọi vô nó ca đồ. Tao ngủ lại 2-3 đêm phiền nữa được. Đu quá đây không bị gì đủ về nhà quýnh rồi. Kêu Hiếu kêu đờn ca tài tử vô nữa là đẹp luôn. Nó kêu có luôn á đủ. Dạ, ở dưới quê lúc nào cũng có cái đội là đờn ca tài tử mà. Ừ. Câu lạc bộ thì như nó có câu lạc bộ đờn ca tài tử. Đúng rồi. Vừa ngồi vừa nhậu mình vừa nghe cái đó trời ơi, con nói bố trời. Nhớ cái cảnh hồi xưa. Đưa vô cái chai mà nó như ngọt xớt luôn. Thôi bố ăn đi. Rồi ok con. Rồi xuống đi. Chào bố nha. Tao để tao coi cái này để. Chúc bố và anh em có chuyến đi vui vẻ nha. Rồi cảm ơn. Rồi chào bố với anh em. Rồi con. Ok.